em nha. Nhìn này, đừng có cắm đầu mà đặt cái này u v tùm lum hết. Giờ tách ra hai cái cho nó khỏe đi. Ba không cái v này được chưa? X đi đấy, đấy được chưa? Đúng không? Em mình không biết không này, pi này được chưa? E cố đi nhân với xin đấy, đúng không? Đúng không? Đó ra ờ à, này gọi là y một đi, đó là phải dễ hơn không? Thứ hai cắm đầu đặt này cũng là chết à. Giờ ra tiếp này đi trang là leo này tiếng y một. Y một tiếng sao đây? À u bằng gì? Ừ, ừ. Đế bế mà là vậy rồi. Này dễ rồi. Dạ. Ở đây em có là D U bằng đế. D U bằng đế đúng không? B bằng đế bằng gì? Trừ cốt. Xin là cốt. Trừ cốt. Cốt. Trừ cốt. Bỏ đế thôi. Dạ. Đúng không? À, và đây y một. Cuối cùng y một nó bằng UV, UV là này này đúng không? Trừ trừ U trước là X này, B là cố này, cố đấy này, thấy cận này không? Mười trừ đi tích qua B đi U, thấy trừ đây không? Trừ đây là thấy cận không? B là cố đấy này, cố đấy đi U đó, B đi U rồi đấy, được chưa? Đây có là không? Không đi nhờ nhiều nhiều pi có pi mấy trừ một, trừ một với trừ pi là thành cộng pi đúng không? Không là một, không không đây là không, đây là không rồi, không tính đúng chưa? Cộng với cốt ngân hàng có gì xin xin thấy cần không đến pi ba pi cái bài này đúng không? Xin pi mấy hả? Nhiều không chứ không mấy không. Không luôn đúng không? Mấy cậu không bằng mấy không pi thì à ở đây là thằng tính này y hai cười gì đúng rồi y hai y chang rồi luôn y ừ. Chang làm gì đây thằng này vui, vui lắm thằng t t bằng vô đấy đúng không? Mình có là dt bằng gì trừ trừ sin x d đấy đúng không? Và đổi biến này em này đổi địa chỉ đúng chưa? Okay. X bằng pi t mấy x bằng không t mấy nói lẹ dạ đây hả có pi trừ một thằng này mấy một đúng không? À, vậy thì y hai lúc này nó bằng này e mũ t đúng không? Đúng không? Sin x dx nè nó bằng trừ dt đúng chưa? Thằng này trừ ra ngoài, thằng này phải trừ ra ngoài đúng không? Vậy đây d t hiểu chưa? Mà đổi từ đây được, mà đổi biến đổi cả ở đây, nếu mà x bằng không thì t bằng một này, đây là trừ một này, mày muốn bỏ dấu trừ đi, đổi ngược lại trừ một một em muốn muốn t và d đúng không? À này đây quá dễ, em muốn t trừ một một này mấy một che em muốn một mấy một che em muốn là em đúng không? Ừ. Đúng không? Em muốn trừ một mấy một che trừ đi một che à đây mình có y mà là y một cộng y hai đúng không? Pi này cộng với e này trừ một từ rút gọn từ hết đúng không?